kiểu như là cả chú trên địa bàn anh quản lý nhé. Nhưng mà anh có quyền gì mà em nhà em làm gì? Anh có quyền kiểm tra, anh là cảnh sát khu vực, anh có quyền và anh chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc anh. Đâu có giấy khám nhà anh như nào ạ? Anh không cần giấy khám nhà. Anh tại sao không có giấy khám nhà? Anh tự đến anh bảo kiểm tra nhà em có nghi vấn gì? Ở khu vực này có nghi vấn là có ăn trộm ăn cắp gì hay như thế nào? Em không mở ạ? Bây giờ anh phải nói lý do là gì thì anh mới mở, thì em mới mở. Tại sao nhà em anh không có giấy phép khám nhà anh lại đòi khám nhà em? Tôi không phải khám nhà, tôi kiểm tra tạm trú xem có đối tượng nào. Tạm trú cái gì? Tạm trú như thế nào ạ? Em đăng ký tạm trú rồi. Mà bây giờ anh tôi nghi ngờ trong đây có đối tượng trốn truy nã. Trốn truy nã cái gì đâu? Anh có giấy tờ không? Bây giờ anh phải có giấy tờ. Không, bây giờ anh phải anh chẳng có quyền gì anh vào nhà em cả. Bây giờ anh phải tôi em không biết cảnh sát khu vực. Em không cần biết. Bây giờ là anh phải có tờ giấy chứng nhận là tờ giấy là khám được khám nhà thì tôi em mới cho anh khám. Tôi khám nhà mà tôi kiểm tra tạm trú không? Anh vừa nói anh khám nhà đối tượng truy nã. Anh nói lại, em không biết. Bây giờ anh phải nói lại. Ở đây có đối tượng truy nã ở đây. Anh không có quyền gì anh vào nhà em hết. Bây giờ anh ăn nói như thế là không được. Anh là công an mà anh tự nhiên đêm hôm anh đến nhà em. Xong anh bảo là anh kiểm tra có đối tượng truy nã. Tại sao anh ăn nói như thế được? Bây giờ anh là công an, anh phải nói làm sao cho em hiểu. Thế sao bây giờ tự nhiên đêm hôm anh làm như thế này? Đêm hôm anh đến đây, xong rồi anh nhổ nước bọt gì? Anh nhổ nước bọt với ông Bắc. Anh là công an như thế đúng không? Tôi sẽ gửi cái này nhá lên trên công an để xem cái hành động của anh nhổ nước bọt vào mặt tôi là như nào nhá. Anh đêm hôm anh đến đây. Hôm nay bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 12 giờ rồi nhá. Anh ở đây anh nhổ nước bọt vào mặt tôi, xong anh bảo là kiểm tra đối tượng truy nã. Anh có quyền gì mà anh đến đây anh bắt tôi mở cửa ra? Anh kiểm tra truy nã cái gì? Cho em hỏi, đây là nhà riêng của bọn em. Nhà riêng của bọn em? Không phải là phòng trọ, anh thích đến anh nhổ nước vãi mà tao này. Như vậy là không được. Anh là công an mà như thế à? Anh cư xử như thế à? Hả? Anh khám đối tượng truy nã anh phải có giấy tờ. Anh ăn nói như thế mà được, anh nhổ vào mặt dân như thế này à? Anh là công an mà anh cư xử không khác cái loại ngoài chợ búa nhá. Anh nói cái gì anh nói đi. Anh nói đi. Bác kia cũng thế, bác đứng đây, cháu hỏi bác. Bây giờ như thế nào? Cháu hỏi bác bây giờ đêm hôm. Bác, cháu hỏi bác đã, còn cái này cháu sẽ phải gửi lên trên phường. Xem là anh đi làm việc như thế nào, ngày mai sẽ lên phường với cả bác. Anh xúc phạm nhân phẩm như phường. Anh lại đây. Anh đứng làm gì? Anh đòi vào nhà người ta, xong bây giờ anh nhổ cái bọt, anh chửi bới. Anh không giấy tờ gì đâu anh như thế. Đây là em đưa anh, đây là nhà riêng của bọn em nhá, chứ không phải là cái phòng trọ. Anh cư xử ở đấy à? Công an là như thế đấy à? Tạm trú bọn em cũng làm rồi. Anh không có quyền gì vào nhà em hết. Không có giấy kiểm tra ấy, thì anh đến nhà em nhổ nước bọt à? Cư xử không bằng cái loại chợ búa. Không làm gì được thì đi về. Anh cư xử thế đấy, mai em sẽ lên phường. Em hỏi xem làm ăn như thế là như thế nào. Em nói anh biết.